đường nào ngắn hơn con đường học đâu, nói thẳng vậy đó. Thì làm ơn nè, viết phương trình tiếp tuyến tại tung độ. Tung là chữ gì? Tung là hứng lên trời đó, là cái trục tung á, là trục ô. Tung là hứng lên trời, quăng lên trời đi, trục gì đứng? Ô y, trục nằm ngang là ô yết, được chưa? Tung hứng lên trời đó, rồi nhớ. Thì bước 1 giống như cô mình nè, tính y phẩy. Y phẩy chính là ép phẩy đó, hiểu không? Muốn ghi y phẩy cũng được, ghi ép phẩy cũng được, được chưa? Hồi nay nhớ công thức, bậc 1 trên bậc 1 tính ra hàm lẹ đi, viết nè, 2 trừ 1 tiếp 1 3 đây nhân đây, đây nhân đây trừ, giờ còn không theo lợi đi, muốn theo kiểu nào? Đây nhân đây trừ đây nhân đây, lấy đi 3 nhân 2 nhân 3 trừ 1 nhân trừ 1 ra mấy? Nhẩm gì lâu như vậy? Ủa? Ý là cái này là 2 dấu trừ đúng không? Trời ơi, bấm đi. 2 nhân 3 trừ 1 nhân cho trừ 1. Có máy tính cái làm gì không biết nữa. 7. Ở dưới mẫu. Ở đâu bình? Nhớ dạng giùm em, được chưa? Còn ngu quá thì chơi dạng gì? U chia. Chị V. Bước tiếp theo gọi. Gọi gì? Em M, không đứt em M thì cái số khác. Isigo, Isigo là gì? Tiếp điểm. Hiệp điểm. Mình có gì? Isigo bằng mấy? Isigo bằng bằng 1. Thì suy ra thế vô C đó, Isigo bằng mấy? Đây là điểm thuộc C nha, chứ không phải thuộc đạo hàm. Được cái thế 7 á. Bấm y chang bằng 1 á nghe, rồi bấm shift son. Ủa thế vô vậy cũng được mà. Thế vô đây sao được, mày thế vô đâu ạ? À? Thế cái này. Mày thế vô coi. Thôi hỏi gì. Mặn mặn. Cái chó nào yêu. Có nha. Nó bị khùng á. Ừ. Nó còn khờ đó bạn ơi, khi nào đàn ông mà nó trưởng thành rồi nó đắc thương đâu. Ở đâu rồi? Cái đó. Rồi tiếp tính F7 mấy? F7 của 4 ra nhiêu? Thế vô bằng 7 phần đây 7 là 1/7. Có điểm ghi qua chưa? Có y phẩy xigo chưa? Rồi bắt đầu ghi công thức. Phương trình tiếp tuyến tại M nhiêu? 1 y 4 1. Bắt đầu động thức. Y bằng F'y xigo x trừ xigo cộng y xigo. Isigo nè chị. Isigo nè chị. F7 Isigo nè chị. Rồi tương đương y bằng. Đọc. 1/7. Nhân x trừ. Cộng. Rồi tự phân phối rút gọn nghe không?